MC Quyền Linh ngồi vỉa hè ăn bánh mì giống như người vô gia cư ở Mỹ. Mới đây, trong chuyến công tác cùng ekip tại Mỹ, MC Quyền Linh đã cho đăng tải đoạn clip ngồi ăn bánh mì trên đường phố khiến dân tình chú ý. Đính kèm với đoạn video, nam MC để lại dòng caption, New York mùa đông hi hi. Trong video đăng tải, MC Quyền Linh diện trang phục rất giản dị, gồm áo sơ mi có chất liệu dạ, phối cùng với quần jean tối màu năng động. Để giữ ấm cho cơ thể và tránh đi thời tiết lạnh tại Mỹ, Quyền Linh đã kết hợp thêm mũ len và giày thể thao bánh mì. Ngồi ăn bánh mì và uống cà phê trên đường phố New York, nam MC quốc dân hài hước chia sẻ như sau. Ăn bánh mì và uống cà phê tại New York, nó cũng giống như ở Việt Nam mà sao lạ lắm. Bánh mì không biết bánh mì gì mà tùm lum hết trơn. Cà phê cũng hơi lạ, không quen. Ăn sáng uống cà phê về hè, 200 ngàn đó. Hiện tại phía dưới bài đăng của MC Quyền Linh, khán giả và người hâm mộ để lại rất nhiều bình luận bày tỏ sự yêu mến trước sự giản dị mộc mạc của anh. Nhiều cư dân mạng còn hài hước cho rằng Quyền Linh giàu có như vậy nhưng cũng có lúc hóa thân thành người vô gia cư. Thậm chí nhiều khán giả còn đưa ra đề xuất MC Quyền Linh nên đưa đôi dép tổ ong vào trong outfit dạo phố New York. MC Quyền Linh là MC nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ở tuổi 47, nam MC có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên bà xã và hai cô con gái đáng yêu. Trải qua nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, ngoài sự nghiệp thành công, anh còn được nhiều người nể phục bởi sự nỗ lực hết mình để giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dù rất nổi tiếng, nhưng nam MC quốc dân vẫn duy trì lối sống giản dị, mộc mạc. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến Quyền Linh mãi là cái tên ghi dấu ấn đậm trong lòng khán giả Việt Nam.